Mono mặc đồ bó sát, uốn éo, cực sung nhưng bị vạch trần tật xấu hát nhép. Cộng đồng mạng lên án kịch liệt. Không thể phủ nhận phong cách biểu diễn ấn tượng của Mono, nhưng nhiều khán giả vẫn bày tỏ ngán ngẩm khi nam ca sĩ liên tục hát nhép trên sân khấu. Thậm chí e ngại nam ca sĩ sẽ đi vào vết xe đổ giống Sơn Tùng MTP. Sau một tháng gia nhập làng giải trí, Mono có sự thay đổi khá ngoạn mục. Nếu như MV Quên Anh Đi bị đánh giá là chất nhạc không mới mẻ, kém bắt tai, thì ca khúc Waiting For You lại được viral khắp cõi mạng. Đặc biệt sau màn trình diễn mặc áo ba lỗ lắc lư trên nền nhạc sôi động, đã giúp giọng ca gốc Thái Bình để lại nhiều dấu ấn. Tối 23 tháng 9, Mono tiếp tục đem bản hit trình diễn tại một quán bar. Lần này, nam ca sĩ diễn hẳn set đồ da bó sát, khoe body rắn chắc kèm vũ đạo uốn éo điêu luyện. Vẫn như thường lệ, visual không phải dạng vừa của Mono, khiến hội chị em bên dưới hú hét cổ vũ không ngừng. So với lần đầu, có vẻ như Mono đã biết làm chủ sân khấu, chủ động giao lưu hơn, thậm chí khen ngợi anh là J-Park phiên bản Việt với phong cách trình diễn khá tương đồng. Tuy nhiên, Mono vẫn để lộ khuyết điểm quan trọng cần sớm khắc phục. Được biết, ca khúc Waiting For You có tiết tấu khá nhanh nên ekip đã sử dụng thủ thuật hát đè. Thế nhưng ở những đoạn cao trào khán giả muốn nghe giọng hát thật thì Mono lại chỉ mix xuống bên dưới. Ngoài ra, việc hát trên phô cục hơi yếu cũng gây sự khó chịu trong khi khán giả phải bỏ số tiền để nghe hát live. Cuối cùng, chẳng khác nào ngồi nhà bật audio cả. Nhiều bình luận cũng góp ý giọng ca sinh năm 2000 không nên quá lạm dụng vũ đạo con sâu vì dễ gây phản cảm. Nếu muốn bước khỏi vùng an toàn và không đi vào vết xe đổ của anh trai Sơn Tùng MTP, có lẽ Mono cần phải thật sự nghiêm túc với việc luyện tập thanh nhạc. Một số ý kiến từ netizen, Ủa, nhép lộ liễu công khai còn dí mic cho khán giả luôn hả? Hát gì quay micro ra chỗ khác vẫn có tiếng hát mà fan vẫn nhảy như đúng rồi. Hai anh em nhà này lên sân khấu toàn ú với á. Không hiểu sao vẫn có người chịu khó để nghe. Các sinh viên trường âm nhạc học hành luyện tập mấy năm trời mới thành nghề. Anh em nhà Sơn Tùng Mono tổ chức một buổi ra mắt có truyền thông nâng bi tuyên bố từ giây phút này là ca sĩ. Thế là thành ca sĩ đâu cần học hành gì. Trước đó, Mono cũng được bắt gặp tại một sự kiện ra mắt trang phục thể thao. Nam ca sĩ gây thiện cảm về cách xưng hô lễ phép khiêm tốn khi chạm mặt với nhiều tiền bối. Debut chưa lâu, Mono phải vội vàng lên tiếng đính chính trước nghi vấn thuộc cộng đồng LGBT. Nguyên nhân xuất phát từ hình ảnh của nam ca sĩ xuất hiện trên một diễn đàn hẹn hò. Nói về vấn đề này, ca sĩ Mono cho biết anh chưa từng sử dụng hay đăng tải thông tin hình ảnh lên bất kỳ ứng dụng hẹn hò nào. Việc thông tin và hình ảnh của tôi được đăng tải trên trang chính thức của ứng dụng hẹn hò nói trên là trái phép vì chưa được sự đồng ý của tôi hay của công ty đại diện. Chúng tôi chưa từng ký kết hay trao đổi về việc quảng cáo cho ứng dụng nào. Về việc bị chê là cái bóng của Sơn Tùng, Mono không ngại chia sẻ. Nhiều người vẫn nói làm sao để tôi thoát khỏi cái bóng của anh. Từ thoát nghe rất nặng nề. Chúng ta là một gia đình. Đôi khi nhìn nhau là sẽ hiểu. Có những cái năng lượng, có những cái tần sóng thuộc về nhau mà. Nên nói thoát là thoát thế nào? Tôi có áp lực trước thành công của anh, nhưng tôi sẽ cố gắng để biến áp lực đó thành động lực. Tôi sẽ nhìn mọi thứ thật vui vẻ chứ không nhìn cái gì cũng thấy nặng nề. Áp lực là sự cần thiết trong cuộc sống này. Tôi rất thích đọc bình luận của mọi người. Tôi phải đọc để biết mọi người đang suy nghĩ điều gì. Nhưng sau khi đọc thì tôi chẳng nghĩ quá nhiều đâu. Tôi nhìn cái gì cũng đơn giản. Gia đình rất yêu thương tôi và tôi vô cùng tự hào vì là con của bố mẹ và em của anh Tùng. Bố mẹ dạy anh tôi nhiều điều, sau đó anh tôi lại dạy lại cho tôi. Tôi luôn được yêu thương và ủng hộ. Dù cho có làm điều gì đi nữa, tôi không dùng từ thoát khỏi cái bóng. Tôi nghĩ chúng tôi là gia đình thì vẫn cứ là gia đình thôi.